Xin chào tất cả các mẹ. Cân nặng và chiều cao là hai chỉ số tin cậy trong cái việc đánh giá sự phát triển của bé trong giai đoạn đầu đời. Nếu như bé nhà mẹ mà đang rơi vào cái tình trạng như là chậm tăng cân này hay là suy dưỡng thấp còi thì mình tin chắc rằng đây sẽ là video vô cùng hữu ích để giúp mẹ có thể gỡ rối những cái lo âu trên. Theo các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng dinh dưỡng đấy ạ, là cái yếu tố then chốt ảnh hưởng đến cái sự phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai. Và có nhiều bố mẹ thì chúng ta lầm tưởng là suy dinh dưỡng ấy nó chỉ xảy ra ở những em bé gầy còm hay là ốm yếu thôi. Nhưng mà thực tế thì có những trẻ có cân nặng vượt quá mức bình thường cũng có nguy cơ bị suy dinh dưỡng các mẹ nhé. Và cái này thì nó là xuất phát từ cái chế độ ăn uống còn chưa được khoa học hợp lý này và cái sự hiểu biết còn thiếu về dinh dưỡng. Mà khiến cho cái tình trạng bệnh lý của trẻ có thể trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là với cái thể suy dinh dưỡng thấp còi. Và trẻ em suy dinh dưỡng ấy, thì thường sẽ trải qua cái giai đoạn phát triển không đồng đều, thường sẽ gặp khó khăn trong cái việc tăng cân, tăng trưởng chiều cao cùng với lại cái sự suy yếu về sức đề kháng ấy, và cái khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Do đó khi mà trẻ em gặp phải cái vấn đề suy dinh dưỡng ở thể thấp còi thì ba mẹ chúng ta cần phải nhanh chóng thay đổi cái chế độ dinh dưỡng đa dạng bằng cách là gì ạ? Chúng ta cung cấp đủ protein này, carbon hydrate, rồi là cái hàm lượng vitamin và khoáng chất cho bé trong cả bữa chính cũng như là bữa phụ để không làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe hiện tại cũng như là cái sự phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai. Và để có thể đạt được cái mục tiêu ấy là bắt kịp đà tăng trưởng một cách nhanh chóng thì ba mẹ cần phải có cái sự quan tâm chăm sóc đặc biệt đối với trẻ, bổ sung dinh dưỡng từ sữa sớm để đảm bảo cái sự phát triển toàn diện về thể chất cho con một cách tốt nhất. Bằng cách là gì ạ? Chúng ta sẽ cung cấp sữa vào các bữa phụ. Như vậy thì nó vừa là giúp bổ sung được cái nguồn năng lượng này, dưỡng chất một cách tốt nhất, nhưng cũng vừa là giúp bù đắp lại được những cái năng lượng mà đã bị thiếu hụt từ các cái bữa chính đấy ạ. Vậy thì lựa chọn cái dòng sữa nào là phù hợp? Thì hôm nay mình sẽ gợi ý cho các mẹ nhé. Đó chính là cái sản phẩm Care 100 Gold. Và đây cũng chính là cái dòng sữa cao năng lượng chuyên biệt cho trẻ suy dưỡng thấp còi, giúp cho bé tăng cân sau 2 tháng sử dụng và đã được chứng minh lâm sàng đấy ạ. Và đây cũng là dòng sữa mà mình nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực sau một thời gian cho con dùng đều. Nên các mẹ hãy cùng mình tham khảo thêm về cái sản phẩm sữa Care 100 Gold này nhé. Với cái sự nở rộ của nhiều loại sữa tăng cân trên thị trường như hiện nay đấy ạ, thì theo kinh nghiệm của mình ấy, mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái thương hiệu uy tín cùng với lại cái chất lượng sản phẩm. Do đó Care 100 Gold có thể nói là một cái sản phẩm dễ dàng chiếm trọn niềm tin của cộng đồng mẹ bỉm Việt, đúng không ạ? Bởi vì đây là một cái sản phẩm đã được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu của công ty Nutricare, thương hiệu dinh dưỡng quốc gia về y học nhiều năm liên tiếp. Care 100 Gold thì đã ứng dụng cái công nghệ khoa học, bổ sung cái hệ dưỡng chất tiên tiến, qua đó thì sẽ giúp cho trẻ cải thiện được cái thể chất rõ rệt theo từng giai đoạn. Và theo cái công bố chứng minh lâm sàng từ nhãn hàng ấy, khi mà các mẹ cho con sử dụng đủ và đều nhá, sau 2 tháng sử dụng ấy thì cái cân nặng của trẻ nó sẽ cải thiện tốt hơn là 36,4% và cái chiều cao ấy sẽ cải thiện tốt hơn là 23,8% các mẹ nhá. Và như các mẹ cũng đã biết ấy, thì những trẻ mà gặp phải cái vấn đề về suy dưỡng thấp còi ấy, thì cái hàm lượng năng lượng cung cấp cho cơ thể của trẻ sẽ phải lớn hơn so với lại cái năng lượng được tiêu hao. Do đó thì Care 100 Gold ấy dễ dàng đánh bật những cái sản phẩm sữa tăng cân khác ở trên thị trường. Lý do là bởi vì trong cái sản phẩm Care 100 Gold ấy, nó cung cấp tới 120 kilocalo trên 100 ml sữa pha chuẩn. Nó sẽ đáp ứng được cái nguồn năng lượng dồi dào và đồng thời thì nó cũng giúp bù đắp lại được những cái năng lượng ấy mà đã bị thiếu hụt, qua đó thì sẽ giúp cho trẻ phát triển một cách khỏe mạnh. Và đây cũng là cái năng lượng theo cái khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO dành cho những trẻ mà bị suy dưỡng thấp còi đấy ạ. Và các mẹ lưu ý nhé, là khi mà chúng ta cho bé ăn ấy, thì phải ăn đủ bữa này, đủ lượng theo cái khuyến nghị, tức là trung bình thì ngày chúng ta sẽ cho bé uống khoảng từ 2 cho đến 3 ly. Đó, cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái bữa chính ấy, mà con ăn nhiều hay là ít nữa các mẹ nhé. Ngoài cái việc mà phát triển cân nặng ấy, thì Care 100 Gold cũng rất là chú trọng đến cái việc phát triển chiều cao. Đó, và thường thì như các mẹ thấy là nếu như mà bé nhà mình ăn uống kém, không đủ chất thì cái chiều cao của con ấy cũng khó mà cải thiện được, đúng không ạ? Thì với cái bộ ba này, canxi, vitamin D3 cùng với lại phốt pho có trong sản phẩm đấy thì nó sẽ giúp xây dựng cái hệ khung xương chắc khỏe và cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho cái quá trình tăng trưởng chiều cao vượt trội ở trẻ. Thêm vào nữa thì kem 100 Gold còn được bổ sung sữa non 24 giờ nhập khẩu từ Mỹ đấy ạ. Với cái hàm lượng kháng thể IgG cao thì nó sẽ tạo ra cái hàng rào để bảo vệ hệ hô hấp này và hệ tiêu hóa cho bé. Đồng thời thì nó cũng sẽ giúp tiêu diệt và ngăn chặn các cái yếu tố gây bệnh như là virus này hay là vi khuẩn. Và nếu như mà các mẹ cho bé sử dụng sữa kem 100 Gold mỗi ngày thì cái sức đề kháng của trẻ nó cũng sẽ được củng cố mạnh mẽ hơn và trẻ sẽ ít ốm vặt hơn các mẹ nhé. Tuy là trong sữa ấy, có chứa cái công thức cao năng lượng, nhưng mà Care 100 Gold thì lại rất ít khi gây ra cái tình trạng táo bón. Đấy, lý do là bởi vì sản phẩm thì được bổ sung cái chất béo dễ hấp thu là MCT, và gluconeotide thì nó sẽ giúp tăng cường hấp thu các cái chất dinh dưỡng thiết yếu. Và cùng với lại chất xơ hòa tan phốt này, inulin, thì nó sẽ giúp ngăn chặn tình trạng táo bón này, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cùng với các cái vitamin nhóm B đấy ạ, kẽm này và magie thì nó sẽ giúp cải thiện được cái tình trạng biếng ăn này và giúp cho trẻ ngủ sâu giấc hơn. Ngoài sữa kem 100 Gold dạng bột dành cho bé từ 1 cho đến 10 tuổi thì sản phẩm còn có cả sữa bột pha sẵn 110ml và 180ml, rất là tiện lợi nhé các mẹ nhé. Các mẹ có thể kết hợp cho con sử dụng sữa bột và sữa bột pha sẵn. Ngày thì 2 ly sữa bột sáng tối này, và sữa bột pha sẵn thì chúng ta có thể cho con uống vào bữa xế chiều để giúp cho con tăng trưởng thể chất một cách tốt nhất các mẹ nhé. Về hương vị đấy ạ, thì cũng được các mẹ phản hồi là sản phẩm thì có hương vị thơm ngon này, béo ngậy nên các bé rất là thích, và dùng lâu dài thì không sợ là con bị chán đâu ạ. Với những cái phân tích ở trên ấy, thì mình tin rằng khi mà các mẹ chọn sữa kem 100 Gold đồng hành cùng con mỗi ngày thì cái câu chuyện đánh bay thấp còi cho con ấy, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và nếu như mẹ có những cái thắc mắc ấy, có thể comment xuống phía dưới, mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho các mẹ nhé, để giúp cho các bé yêu của chúng ta có thể nhanh chóng bắt kịp được đà tăng trưởng và giúp cho con có một cái tương lai tươi sáng. Chúc cho các bé yêu của chúng ta luôn khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Và rất là cảm ơn các mẹ đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những vlog tiếp theo.